bị dị ứng nhá, bị dị ứng kể cả dị ứng ở đường tiêu hóa, dị ứng ở biểu hiện ở ngoài da hay là ở niêm mạc, thì kiêng những loại thịt nó có màu đỏ, màu thẫm, màu đen, vết thương trắng là do cái phần những cái tổn thương đó nó bị chết, nó bị mất tế bào sắc tố, bởi vì những cái thức ăn đó là những thức ăn rất là giàu protein, giàu chất đạm, phản ứng của cơ thể nó làm tăng sắc tố để nó bảo vệ cho cái mô, cái vùng mà vết thương của chúng ta, cái tia UV nó không chiếu được qua đấy nữa. Nhờ chào anh Pinku, điều trị sẹo rỗ có cần kiêng gì không ạ? Em thấy người ta bảo kiêng thịt bò, trâu chó, lòng trắng trứng. Ok, cảm ơn câu hỏi của anh Pinku. Ở ngoài kia người ta vẫn còn đang truyền chia sẻ với nhau về cái câu chuyện là khi mà điều trị sẹo đấy, hay là thậm chí là xăm môi, một số làm cái tiểu phẫu, thì người ta vẫn khuyên truyền tay nhau là kiêng những loại thịt nó có màu đỏ, màu thẫm, màu đen, như thịt bò, thịt trâu, thịt chó, hay là sợ những cái tổn thương đó sau đó nó bị trắng, đúng không? Nó bị trắng, nó mất sắc tố thì kiêng lòng trắng trứng, rồi kiêng hải sản. Thì thực tế là trong cái dinh dưỡng về phát triển nói chung và ứng dụng những cái dinh dưỡng trong trị liệu thì không có, về khoa học thì không có những cái nghiên cứu và những cái báo cáo nào người ta nói về cái việc là tác dụng phụ ảnh hưởng của các cái chất dinh dưỡng lên những cái tình trạng giống như các bạn ấy sợ cả. Không thể nào mà thịt bò, thịt trâu, thịt chó ăn vào nó thâm hơn. Đấy là cái thứ nhất. Thế thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể ăn bình thường, bởi vì những cái thức ăn đó là những thức ăn rất là giàu protein, giàu chất đạm, mà cái quá trình lành vết thương sau điều trị sẹo rỗ hay là thậm chí là những cái tiểu phẫu, những cái phẫu thuật ấy, thì các bạn cần phải bổ sung đầy đủ các loại protein, các cái acid amin từ cái chất đạm, từ các loại thịt, cá, từ dinh dưỡng. Thế thì nó mới đẩy nhanh cái quá trình liền thương, lành thương và tăng nhanh quá trình mà tăng sinh cái collagen, các cái sợi mô liên kết, elastin cũng như là tổng hợp cái chất nền HA bù đắp vào cái vị trí mà vết thương, vết cắt sẹo, điều trị sẹo lõm hay là những cái vết phẫu thuật đấy. Nên là không cần phải kiêng, các bạn cứ ăn đầy đủ. Nhưng mà các bạn cần lưu ý một điều là protein, chất đạm, thịt, cá, trứng, hải sản là cái thành phần mà có cái tỷ lệ gây ra cái tình trạng dị ứng cho cơ thể chúng ta nhiều nhất. Nên là các bạn để ý lại, nếu cơ thể, cơ địa của các bạn mà ăn uống những cái thịt, cái loại con nào, các cái sản phẩm, chế phẩm từ thịt, protein nào mà các bạn bị dị ứng nhé, bị dị ứng kể cả dị ứng ở đường tiêu hóa, dị ứng ở biểu hiện ở ngoài da hay là ở niêm mạc, thì các bạn nên tránh tách cái đó ra thôi. Ví dụ như là rất nhiều bạn bị dị ứng với hải sản, với tôm, với hàu, với cua, hay là một số bạn bị dị ứng với con nhộng tằm, những cái đó thì các bạn phải tránh những cái đó ra. Vì khi mà nếu mà ăn những đó, tình trạng mà các bạn đang bị vết thương, đang điều trị sẹo, cắt sẹo, vết thương trên cơ thể mà thêm cái tình trạng dị ứng thì nó sẽ làm nặng hơn cái quá trình bị viêm cái tổ chức đấy, nó làm lâu lành thương, thậm chí nó có thể gây sẹo lồi. Chính vì vậy hoặc là sẹo có phát. Chính vì vậy là chỉ cần để ý chút đó thôi nhé, không cần phải kiêng. Là cái tình trạng thâm do các cái vết sẹo, các cái vết thương, nó là do cái quá trình mà phản ứng của cơ thể nó làm tăng sắc tố để nó bảo vệ cho cái mô, cái vùng mà vết thương của chúng ta, cái tia UV nó không chiếu được qua đấy nữa, nhờ đó nó bảo vệ được cái mô bên dưới. Và đó là một cái quá trình mà phản ứng tăng sắc tố do chúng ta, một là chúng ta không bảo vệ cái vết thương tổn thương đó khỏi tia UV, hai là các bạn chăm sóc nó bị viêm nhiễm nhiều lần nên nó làm tăng sắc tố, gọi là tăng sắc tố sau viêm, và cái thứ ba là các bạn vô tình các bạn để những cái hóa chất, những cái chất mà nó có để gây kích ứng, nó làm tăng quá trình viêm tại vết thương đấy, nó mới gây thâm thôi, chứ không phải là thâm do vết thương, không thâm do thịt, màu của thịt, màu của cà phê hay là màu của bất cứ cái loại thức ăn nào cả nhé. Cũng không có chuyện là ăn lòng trắng trứng mà cái vết thương nó lại trắng. Đó, vết thương trắng là do cái phần những cái tổn thương đó nó bị chết, nó bị mất tế bào sắc tố, sau đó thì nó không sinh ra tế bào sắc tố nữa, nó mới gây trắng thôi. Đó. Rồi ok, cảm ơn câu hỏi của bạn anh Pinku. Mình nói hơi nhiều và nhiều chi tiết một chút, là nếu mà anh Pinku hiểu hay là không hiểu điều gì thì có thể là comment xuống bên dưới, mình sẽ chia sẻ.
Nếu video này giúp bạn một điều gì đó, hãy bấm like video và nhấn vào nút hình tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh miễn phí. Bạn sẽ nhận được video tiếp theo sớm nhất. Hoặc bạn có thể xem các video về sức khỏe và thẩm mỹ với nội dung hay được đề xuất ở góc bên trái và góc bên phải. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.